Chào các bạn. Ngày hôm nay tôi sẽ nói về cái con IC khuếch đại thuật toán, hay chính là cái con OB âm ly đấy. Thì nó được cấu tạo ở bên trong con âm ly khuếch đại. Thì cái IC khuếch đại thuật toán ấy, đây, đây là con IC khuếch đại thuật toán này. Mà cụ thể là con này là con LM358. Thì cái con IC khuếch đại thuật toán là một mạch khuếch đại. Thông thường nó là một mạch khuếch đại có hệ số khuếch đại rất lớn, trở kháng vào và trở kháng ra nhỏ. OB âm ly ấy thì thường để khuếch đại các giá trị tín hiệu điện thế dùng trong các mạch dao động và mạch lọc tín hiệu. Nó có cấu tạo như thế này, một con OBC đơn giản có một cái cấu tạo dễ để chúng ta có thể hình dung được. Ở đây là con dương, đầu vào dương, đầu vào âm, đây là VCC và nối nối với đất. Các con IC mà chúng ta thường gặp đấy là con IC này, LM356, LM324 và LM339 và rất nhiều các con khác nhau, nhưng mà tuy nhiên thì tôi chỉ giới thiệu với các bạn là ba con phổ biến này thôi. Tại đây này, cái con mà in cộng này thì nó chính là đầu vào đảo. Đầu vào đảo. Còn cái con in trừ này nó chính là đầu vào không đảo. Không đảo. Đấy. Và tôi ví dụ như thế này. Vậy thì đầu vào đảo, đầu vào không đảo nó khác nhau như thế nào? Thì các bạn cùng xem nhé. Ví dụ như ở tại đây, tôi cho vào đầu vào không đảo. Thì ví dụ như là tôi cho nó là dạng sóng như thế này. Thì khi mà ra V out ấy thì nó giống lúc trước. Đấy. Nhưng mà nếu mà tôi cho vào đầu vào đảo ấy, khi tôi cho tín hiệu như thế này vào thì tín hiệu ra của nó ấy, là nó sẽ đảo ngược lại, nó ngược pha với cái tín hiệu vào và đảo và không đảo chính là như thế. Bây giờ các bạn đã hiểu chưa? Đấy, lại nói về nguồn của con IC. Vậy thì cái VCC này chính là cái nguồn cấp đấy. Thì đây này, nó có một cái chân nó nối mát, chân nối mát này, nguồn này người ta gọi là nguồn đơn. Và cái nguồn này này người ta gọi là nguồn đối xứng. Đối xứng. Đấy. Về phần một số ứng dụng của nó ấy, thì ta thấy này. Ta thấy ở đây thì ta sẽ có một con trở R1 và con trở R R2. Đấy. Chân đầu vào là chân in và đây là R, R hồi tiếp được nối như trong mạch như thế này. VCC được nối với con khuếch đại của chúng ta. Đấy, đầu ra out. Và tôi giả sử đây là R R3. Cái này chính là R R4. Đấy. Thì mạch này có là R1 bằng với R R2. Có tiếp theo nữa là đầu in in cộng bằng VCC chia cho
chia cho 2. Còn về hỏi tại làm sao? Tại làm sao mà cái R1 lại bằng R2? R1 lại bằng R2. Thì cái trong mạch nó thiết kế nó yêu cầu là như thế. Và ta có hệ số khuếch đại. Khuếch đại là chính là bằng beta. Beta nó sẽ bằng R4 chia cho R3. R4 đây bằng R hồi tiếp đấy chia cho R3. R3 là được nối với mặt số khuếch đại. Đấy. Tôi đóng khung nó lại. Đóng khung lại để cho chúng ta nhớ. Đấy. Và chúng ta có thể điều chỉnh cái hệ số khuếch đại theo ý muốn của chúng ta. Ví dụ như là ta cho R4 là bằng 100k, R3 là bằng 1k, thì khi đó hệ số khuếch đại nó là bằng 100 lần đối với cái mạch khuếch đại thuật toán này. Thì nó được minh họa như thế nào? Nó được